Xin chào tất cả mọi người nha. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với Bonsai Trường Thi. Thì tiếp tục giao lưu với mọi người một cái cây hải châu. Một cái cây hải châu dáng đổ được vào một cái chậu xưa nha mọi người. Rồi, quay một vài vòng mọi người xem tổng thể của cây. Đây là cái hàng tầm trung và hàng này là 2 người bê nha mọi người. 2 người bê rất nặng tay nha. Cây này đã hai chi cành nó rất là tương đối là nó rất là thuộc cây rồi nha mọi người. Một cái cây hải châu một ba thân một cái thành đổ nhìn nó khá là đẹp nha. Cái cây này thật đo kích thước thì cũng khó đo nha mọi người, bây giờ đo chỉ là đo tán cho mọi người xem thôi. Rồi đo tán từ đỉnh cành đổ đến đỉnh trực của cây là 70. Bao nhiêu bạn? 70. 70. 70. Rồi tán ngang. Tán ngang khoảng 70 á. 70 luôn nha mọi người. 70 luôn. Đo cái chiều cao đi. Cái chiều cao của cây từ mặt chậu đi. Ước lượng 35. Rồi. Còn cái hoành đây mình đi. Cái hoành đế đi. Hoành đế đi. Đế nhìn chữ á. Hoành đế khoảng tầm 80 á. Hoành đế 80 mọi người. Thì cái thân nha, thì nó còn là ba thân. Thì 1 2 3. Thì ba thân này nó đo một cái tương đối bằng nhau. Thì một thân nó tầm khoảng là 13. Khoảng 13. Ừ. Rồi, mọi người nhìn từ trên xuống dưới để xem. Xem được cái bộ tán của cây và quay nhẹ nhẹ cho mọi người xem cái bộ tán. Cây này thường thuộc hàng bonsai đại nha mọi người. Cây nó khá đẹp mọi người, chỉ cần khá là tương đối thành phẩm nha. Cây rất lớn nha mọi người, 2 người bê nặng tay. Cái bộ tán rất là đẹp mà. Rồi. Cái cây này thì bonsai Trường Thi báo giá mọi người là 12 triệu nha. 12 triệu mọi người đọc cập cho Trường Thi khoảng 3 triệu nha mọi người. Báo giá lại là 12 triệu. Cập cho Trường Thi 3 triệu để Trường Thi chuyển cây nha. Rồi xin cảm ơn mọi người đã xem video.